人似错没有半丝恋浮名，无止境所经之处也留情，穷一生善恶最终亦看清，摘取天空那火烧，要落心境，孤单也任性，再飘泊回定，怀着冷静，狂傲似冰，这生再为谁动情？谁稀罕在这世间中留名？回忆中痛心之处已难平，地跟天就算最终在我心，那堪孤身与赤影？Trong vòng 10 năm, tà giáo đã chiếm cứ được võ đài, Hà Nam, Sơn Tây và 13 quận huyện khác. Chúng đã thực hiện hơn nửa phần kế hoạch, chia ranh thắng cuộc với chính phủ. Ngày 13 tháng 10 năm Quý Hợi, trưởng môn của các đại phái cùng hội ngộ tại đại điện Võ Đăng, bàn về kế sách đối phó tà giáo. Ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, nhưng mà họ cũng không phương cách nào để khả thi. Tôi tin trong lòng của mọi người đều biết chỉ có một người mới có thể đối phó với Nhậm Thiên Hành, đó là một kẻ sử dụng loan đao. Thập niên sinh tử vũ mang mang, bất tư lượng tự nam dông thiên lý, cô phần vô xứ thoại thê lương, trung xứ tương phùng ân bất thức, trần mãn diện tấn như sương, dạ lai ưu mộng hút hoài hương, tiểu nguyên sông chính sơ trang tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hành, liệu đắc niên niên đoạn trường thứ, minh nguyệt dạ đoạn trùng tương. 10 năm qua tôi đã đi rất nhiều nơi, Hải Bắc, Hà Đông, Sơn Hải, Hồ Nam, đi khắp giang sơn, hầu như cả đất Trung Nguyên đều có dấu chân của tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng không tìm được bóng dáng. Hôm nay tình cờ tôi đến một nơi đứng giữa chánh tà. Một năm trước trên giang hồ xuất hiện một quán trọ có tên là quán trọ vô mình. Trên giang hồ dù giết đi bao nhiêu mạng người, làm bao nhiêu kiện mờ ám, chỉ cần bước vào quán trọ này thì sẽ có thể làm lại từ đầu. Một năm qua đã có vô số kẻ bước vào nơi tự xưng là vô mệnh này, nhưng nhiều người vì không chịu nổi sự yên lặng trong đó lũi trốn ra ngoài, trở lại cuộc sống phong trần giang hồ. Hôm nay tôi đã đến được nơi này. Đối với bản hiệu quán trọ vô mệnh đặt ngoài cửa, đột nhiên tôi có một cảm giác như chưa bao giờ. Có lẽ vô mệnh khách quan, hoan nghênh khách quan tới quán trọ. Mời ngồi. Hôm nay tôi đi rất mệt nhọc, định ghé qua đây đọc trú tạm. Chắc khách quan mệt lắm rồi, nhưng dù ngài đi đường xa cách mấy, hãy tới đây chúng tôi sẽ tiếp đón ngài. Bước vào quán trọ của chúng tôi sẽ phục vụ ngài như là ở nhà vậy đó. À phải, tôi muốn kêu vài món ăn. Chắc là khách quan đói bụng lắm. Nhưng khách quan à, ngài thuộc môn phái nào? Bởi vì chúng tôi cần phải đăng ký. À, tôi hành y chứ không phải là đạo tổ đến đây đâu. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây một đêm. Oh.
ăn cuối cùng đây, khách quan mà dùng thử. Đậu hũ xào tương dân Nam, muốn nấu không có đơn giản đâu, trước hết phải lấy đậu hũ đem ngâm. Thức ăn có ngon hay không tụi tôi sẽ biết. À, dạ phải, ngay dùng thử đi. Ủa, khách quan làm gì bỏ đũa vậy? Món ăn này không có đơn giản đâu, trước hết phải ngâm đậu hũ. Xin lỗi nha khách quan. Đúng là cổ rồi, tôi nhớ rồi. Khách quan, có phải thấy ngon không? Gọi thêm món nữa nha. Tôi muốn gặp chủ quán của ông. Cha. Quán chúng tôi không phải ai cũng gặp được đâu. Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp người đó. Kẻ đến quán trọ chúng tôi á, ai cũng nói có chuyện cần. Đây, cũng như người này á, bị kẻ khác ép vào thế kẹt, còn hắn thì bị truy sát, có kẻ thậm chí mất luôn cả tay chân. Chuyện của họ quan trọng hơn chuyện của ngài. Không lẽ tất cả những người ở đây chưa ai từng gặp ông chủ quán của ông? Tuy chúng tôi chưa có gặp người đó, nhưng chúng tôi biết chủ của chúng tôi chắc chắn là một người tốt. Đúng rồi, người đã mở một quán trọ như vậy, thu nhận những kẻ đúng ra phải chết như chúng tôi nè. Y không điều tra quá khứ của các vị? Không, nếu ai đã vào đây chắc chắn sẽ được thu nhận. Dù sao đi nữa, tôi nhất định gặp người đó. Người phải tôn trọng chủ của bọn ta. Đứng dậy. Không ai có thể phá bỏ luật lệ ở đây. Các vị bình tĩnh lại. Vị khách quan kia, chuyện gì cũng phải dĩ hòa vi quý. Chỗ của chúng tôi không hy vọng có chuyện đụng đến đau thương. Ngài muốn gặp chủ quán của tôi không thể được. Nhưng mà những đêm có trăng rằm, người cũng sẽ đến đây trò chuyện với chúng tôi. Đêm nay đúng vào đêm trăng tròn. Ông chủ. Các vị, mời tự nhiên. Sao? Các vị sống ở đây có quen hay là không? Quen chứ. Quen lắm. Ông chủ à, đây là lần đầu tiên tôi được nghe tiếng nói của ngài. Đại ân đại đức của ngài đối với tôi, hoàng thiên tôi không biết làm sao báo đáp. Tôi là kẻ vô danh tiểu tốt, nếu không nhờ quán trọ vô mệnh, tôi và con tôi đã sớm chết dưới loạn đao của kẻ thù rồi. Ông chủ, đệ tử trình phủ của Vô Cực Môn do Lục Trần tội trạng của chữ môn sư huynh nên không nơi trú thân. Các vị không cần biết ơn tôi. Tôi chỉ muốn mở thêm cánh cửa khác cho các vị. Tuy cánh cửa này tạo thêm sinh tồn cho các vị, nhưng muốn bước vào cánh cửa này, các vị phải trút bỏ tất cả quá khứ. Những người có mặt ở đây, một số thuộc về chánh phái, một số còn lại là đại ma đầu giết người, nhưng cũng có một số thà chết chứ không chịu bước vào cánh cửa này. Tôi từng chứng kiến nhiều người đã đứng trước cửa mà không chịu bước vào. Cho nên hôm nay các vị muốn trả ơn không phải tôi, mà là bản thân các vị. Bởi vì các vị đã tự tạo cho mình dũng khí lớn để bước thêm một bước. Hãy hứa với tôi, từ nay hãy sống cuộc sống đàng hoàng hơn. Hay lắm.
Tôi không tài nào nhìn kỹ được mặt người này, nhưng mà từ những câu nói của người đó, tôi cảm nhận được hắn không phải là Đinh Bàn. Giọng nói của hắn không còn lanh lảnh, tuyệt đối không còn sát khí. Hắn không phải Đinh Bàn. Chị Hồng, sao lại ở đây? Cháu bé, khuya rồi sao cháu không ngủ? Anh là... Cháu không biết ta là ai đâu, nhưng mà ta nhận ra cháu. Hôm qua cháu và ông chủ bước vào, có phải cháu là con của người đó không? Năm Tân Dậu đến giờ là đúng 10 năm. À phải, cháu bé, năm nay cháu mấy tuổi rồi? 10 tuổi. 10 tuổi, 10 năm. À phải, sao cháu lại tới đây một mình nửa đêm nửa hôm vậy? Ra hóng gió đương tiện cháu trò chuyện với lại các thúc thúc của cháu đó. Thúc thúc của cháu nhiều lắm, tổng cộng hả có hơn 300 người. Nè, ông thấy không? Hơn 300 người. Mỗi một bia mộ ở đây đều là bạn của cha cháu, nhưng cha cháu thường tới đây lắm. Mỗi một bia mộ đều có một người. Thôi cháu phải về, nếu không cha lại tìm cháu khắp nơi. Cháu có thể nói cho thúc thúc biết cháu tên gì không? Cháu không nói được, cha dặn cháu không được nói chuyện với ai hết. Nói cho thúc biết đi, thúc sẽ không nói cho ai biết đâu. Không được, cháu nói không được mà. Nè, nhưng mà thúc thúc không được nói cho ai biết đâu nha. Mau đưa tay của thúc cho cháu đi. Đinh. Nó đã vẽ một chữ rất đơn giản trên tay tôi, đó là chữ Đinh. Chính là hắn rồi, chính là hắn rồi. 10 năm qua ta đi xuyên đại giang Nam Bắc, chính là vì chữ này. Ta phải tìm cách tiếp cận đối phương. Hôm đó tôi đã đếm lần lượt tất cả các bia mộ có ở đây, 308 cái. Năm Tân Dậu, Điền Ngọc Hương, trong một đêm số người lên bàn để giết là 308 người. Có lẽ đây không phải là sự trùng hợp. Đinh Bạc, Thanh Thanh, tôi càng lúc càng tiến gần hai người. Ta hỏi người, thật là người đến đây có ý gì? Khi ngài đến quán trọ chúng tôi đã bắt đầu để ý ngài. Tôi biết ngài đến đây lại có sẵn mục đích. Đúng vậy, tất cả những kẻ đến đây này, thử hỏi ai không mang sẵn dụng ý chứ? Có kẻ gì muốn lẩn tránh, có kẻ gì muốn tìm nơi yên thân, còn tôi là muốn tìm một người. Tôi không cần biết ngài tới đây vì mục đích gì, tôi chỉ hy vọng ngài đừng phá hoại sự bình yên ở đây. Chúng tôi ở đây ai cũng là vô danh tiểu tốt, người nào cũng bị thế gian ruồng bỏ. Bên ngoài chúng tôi không tìm được con đường nào khác, chính nơi này là nơi yên thân lạc địa cuối cùng của chúng tôi. Tôi hy vọng ngài đừng hủy hoại đó. Ông chủ chúng tôi là một người tốt bụng, từ khi người mở quán trọ đến nay tạo cho chúng tôi niềm hy vọng và cơ hội để sinh tồn. Các vị có biết người tôi đang tìm là ai không? 10 năm trước, đại điện Ngọc Hương, trong một đêm giết chết 308 người. Các vị có biết hung thủ là ai không? Chuyện 10 năm trước chúng tôi không cần biết. 308 người đã chết. Trên giang hồ ngày nào cũng có chém giết, ngày nào cũng có kẻ chết. Nhưng mà thử hỏi bao nhiêu năm qua, có vùng đất nào trên giang hồ có thể tạo cho con người thật sự hòa bình và yên lành không? Tôi xin ngài hãy tạo cơ hội cho chúng tôi.
Nhìn đó. Tôi nghe họ kể về hoàn cảnh của chính mình. Quá khứ của mỗi một con người đều có một hình ảnh thảm hại. Nếu không có quán trọ này, nơi cuối cùng họ đặt chân đến chắc chắn sẽ là tử vong và địa ngục. Tuy là người tôi tìm 10 năm qua đang càng lúc càng cận kề. Có lẽ tôi sẽ có cơ hội gặp lại bạn của tôi, Thanh Thanh. Như tôi biết, nếu tôi ở lại đây thì sự bình yên của nó dứt khoát sẽ bị tôi hủy hoại. Cho nên tôi quyết định ra đi. Khách quan, khoan đi đã. Khách có quan gì? Khách quan à, ngài là đại phu phải không? Phải. Tôi muốn nhờ ngài giúp cho một chuyện. Bởi vì bà chủ của chúng tôi bị nhức đầu trầm trọng, ngài có thể giúp dùm. Cũng được. Thanh Thanh, buổi ráng chịu đựng đi, đại phu sắp tới rồi. Vào đi. Mời. Ông chủ, đại phu đã tới. Xin chào đại phu. Đôi mắt của phu nhân tôi hơi có vấn đề, cho nên ở đây không có thắp sáng. Hy vọng ngài đừng chấp nhất. Còn sao? Đại phu tới rồi. Vì đại phu, hôm nay phu nhân của tôi lên cơn trầm trọng. Trong nhất thời tôi không trở tay kịp. Tôi biết ở quán trọ của tôi có một đại phu trú tạm, cho nên đường đột mời ngài chữa cho cô. Tiểu sư. Dạ. Mau đốt mau nến vào đây. Dạ. Không cần. Để tôi giúp ngài đại phu. Được. Vị đại phu kia, để cầm bao cho tôi rất cảm kích nha. Làm phiền ạ. Có gì căn dặn, cứ việc gọi tôi. Tiểu siêu, mau tuyển vị đại phu này ra đàng hoàng. Dạ, ông chủ. Đại phu, mời. Khoan đi đã. Ông chủ. Nếu tôi đoán không lầm, ngài chính là kinh cho mình. Không ngờ huynh lại làm chủ ở đây. Ở đây yên lặng thật. Tôi nghĩ sẽ không ai biết ông chủ ở đây năm xưa là trang chủ của viên Nguyệt Sơn Trang Đinh Bàn. 10 năm trong cuộc đời của tôi, thời gian qua là bình yên nhất. Lời đồn bên ngoài nói là huynh đã chết cùng với các đại môn phái tại Địa Ngọc Hương. Chỉ có tôi là biết huynh vẫn chưa chết. Bấy lâu tôi đi tìm huynh, 308 nhân mạng. Đinh Bàn, huynh tưởng huynh đến đây mở một quán trò như vậy là có thể quên hết mọi chuyện ngày xưa sao? 10 năm. 10 năm qua, hầu như đêm nào tôi cũng có cùng một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình cầm cái đao và giết chết từng người một. Nhưng không biết tại sao,
nét mặt trước khi chết của họ tôi đều nhớ rõ. Sau đó tôi đã bỏ ra 3 tháng trời để đến các môn các phái thám tính tên của họ, và tôi đã khắc tên của họ trên bia gỗ. Đêm nào tôi cũng đến thăm họ. Và sau đó tôi mở quán trọ vô mệnh này để thu nhận những kẻ lẽ ra đã chết. Huynh muốn chuộc tội? Huynh tưởng làm như vậy là có thể chuộc tội sao? Mười năm tôi đã tự cho mình thời gian 10 năm để cứu lại những người mà năm xưa tôi đã giết. Sau đó thì huynh sẽ bình thản sống cuộc sống của mình chứ? Không biết. Tôi đã tự cho mình thời gian 10 năm và sau đó đến một nơi. Huynh sẽ đi đâu? Đi làm chuyện mà tôi phải làm. Tôi hỏi huynh, thật ra huynh có lòng tin chữa lành đôi mắt của Thanh Thanh không? Thanh Thanh, muội có biết ai đến đây không? Là một người bạn đã lâu chúng ta không gặp lại. Đinh Phương Như, là tôi đi. Kinh Châu Mình. Đúng là huynh rồi, giúp mình. Lúc nãy khi huynh bước vào, tôi đã có cảm giác khác lạ. Không ngờ đúng là huynh. Tôi xin lỗi, tôi đã làm cho cô sống cuộc sống đen tối như vậy trong suốt 10 năm qua. Nhiều khi sống trong thế giới đen tối mới là bình yên. Ít nhất tôi không thấy máu chảy, không thấy ai chết trước mặt tôi. Đế phu nhân, 10 năm qua tôi đã gặp nhiều thần y, mài mò y thư và đã trở thành một đại phu. Cô có biết tôi vì cái gì không? Là vì ngày hôm nay tôi sẽ mang những gì học được 10 năm qua chữa lành đôi mắt của cô. Huynh có lòng tin chữa lành đôi mắt của Thanh Thanh? Có. Chỉ cần cho tôi thời gian 10 ngày, tôi hứa sẽ chữa lành đôi mắt cho cô. Và Văn Tấn như là xuất hiện nhau vậy. Đúng. Chẳng bao lâu mùi sẽ trông thấy nó. Mặt của nó giống huynh lắm. Thanh Thanh, mùi sao vậy? Mùi có cảm giác đằng trước ánh sáng mờ mờ. Cuối cùng đôi mắt của cô cũng có cảm giác rồi. Phải. 10 năm qua tôi chưa có thứ cảm giác đó. Hôm nay là ngày thứ 6. Không ngờ đúng vào hôm thứ 6 cô lại có cảm giác. Chúng ta đã đến quán trọ vô mệnh. Kêu Đinh Bàn ra đây. Dạ, giáo chủ. Cô đừng vội mở mắt. Từ từ thôi. Sáng bên ngoài chói mắt quá. Sao lại như vậy?
Xuân nghỉ phải thêm mấy ngày nữa để cổ từ từ thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Mẹ à, mắt của mẹ sao vậy? Mẹ không sao chứ? Con đừng lo. Vào đi. Ông chủ. Chẳng hay các hạ là... 10 năm qua, ta đã tìm người đúng 10 năm. Nếu không nhờ kinh vô mệnh, e rằng ta không có cơ hội thấy người. Thật ra ngài muốn gì? Người có biết trong kế hoạch của ta sẽ giao toàn bộ Minh Nguyệt giáo cho người, để người thống nhất toàn võ lâm, ngươi lại từ chối lời ta. Ta rất thất vọng. Bao nhiêu năm qua, thế lực của Minh Nguyệt giáo càng lúc càng lớn mạnh. Ngài đã đạt được mục đích của ngài rồi còn gì? Chỉ còn Thiếu Lâm, còn Võ Đan, còn vô số phần tử bất đồng. Bọn chúng chứng nạp tật này không chịu quy phục, cho nên ta lại muốn tìm người. Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho ngài, và càng không vì ngài giết bất cứ ai. Ngươi đừng giả vờ thánh thiện. Đôi tay của ngươi đã dây đầy máu, những quan hồn uổng tử sẽ bám theo người. Những kẻ thì mất cha mẹ, kẻ thì mất anh em, kẻ thì không còn con cái, tất cả đều do bàn tay ngươi gây ra. Ngươi tưởng chui rút trong quán trọ như vậy, ngươi sẽ có thể yên thân được sao? Sẽ có thể an toàn được sao? Đừng nói nữa. Ta sao ngày không cho tôi được sự bình yên chứ? Chỉ cần ngươi giao cả Loan Đao cho ta, ta muốn dùng thánh vật của Minh Nguyệt giáo để thống nhất toàn bộ giang hồ. 3 ngày sau ta sẽ trở lại. Nếu ngươi không chịu giao Loan Đao, ta sẽ sáng băng vùng đất của ngươi. Khởi kiệu. Dạ. Đi bay. Hắn đang thế nào? 3 ngày. Còn 3 ngày nữa, cổ sẽ trông thấy rõ ràng. Muốn gì để thế nào? Dương có thích chỗ này không? Ở đây đúng là một lạc thổ. Tôi nghĩ trên giang hồ không thể tìm được chỗ nào như vậy đâu. Mình thích cũng được. Cuộc đời của tôi từng làm cho nhiều người đau khổ. Thanh Thanh, Tiểu Ngọc, Vương Cậu Huynh. Đúng ra Huynh và Tiểu Ngọc là một đôi. Tôi đã cướp cổ, tôi không biết lấy gì để trả cho Huynh. Ngoài trừ quán trọ này, Huynh để làm gì? Được, nếu Huynh thích chỗ này là được rồi. Thanh Thanh, uống chung trà đi. Sáng nay ai ghé qua đây vậy? Sáng nay có gì đặc biệt đâu, cũng như bình thường, chỉ là những tên vô danh tiểu tốt. Đừng gạt mọi người, mùi cảm thấy huynh khác hơn mọi hôm. Và thứ cảm giác này mùi chưa bao giờ cảm thấy. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì ở đây cuối cùng cũng là nơi bình yên nhất trên giang hồ. Huynh sẽ không để ai hủy hoại nó. Mau nói cho muội biết đi, xảy ra chuyện gì? Mau nói cho muội biết đi. Muội rất muốn biết chuyện gì. Cho dù hệ trọng cách mấy, muội cũng không sợ. 10 năm qua, muội có thể cùng huynh sống cuộc sống bình yên, muội chẳng còn nghi ngờ gì cả. Sáng nay cha muội có ghé qua. Cha muội. Cha có hỏi về muội không? Không. Người không còn là đảo chủ ở đảo Dông U năm xưa. Cái người cần là Di Nguyệt Loan Đao. Người biểu huynh phải giao trả cây đao. Người nói người không có thời gian. Người phải thống nhất giang hồ. Là gì Loan Đao? Cây đao này hầu như lúc nào cũng không được bình yên. Nếu không vì 308 sinh mạng chết qua ngủ, có lẽ nó sẽ không được gì.
Ngồi nghĩ, muốn cây đao này nhận lãnh bụng yên, chỉ có một cách. Là cách gì? Tôn công, người cảm thấy không khỏe, hôm nay muội về phòng đi. Đến bao giờ? Nửa chút. Hôm nay là ngày thứ 10. Tôi tin chắc khi mở mắt ra, cô sẽ trông thấy chung quanh. Tôi muốn người đầu tiên tôi nhìn thấy là tướng công của tôi. Người đâu? Có chuyện gì thưa đại phu? Mau kêu ông chủ của các người tới đây. Dạ, ông chủ. Tướng công. Thân thân. Cùng mũi đã sắp mắt trở lại. Vương Mục, rất cảm ơn Vương đã chữa lành đôi mắt cho tôi. Cảm ơn Vương. Không cần cái sáo đâu. Tôi ra ngoài nha. Cuối cùng mũi đã sắp mắt. Trong đêm 10 năm về trước, quên từng thề với trời đất, nếu muội được trở lại bình thường, quên sẽ trả lại cái giá cho những người đã chết. Quên muốn làm gì? Đừng nghĩ nhiều nữa. Đêm nay gia đình chúng ta sẽ cùng ăn một bữa. Không sai không về nha. Không sai không về nha. Uống đi cái gì? Uống đi. Đêm đó đinh là rất tươi. Án cứ cười không ngớt. Thành Thành nói cho tôi biết, bao nhiêu năm qua cũng chưa bao giờ được nghe đinh bàn cười như vậy. Tiếng cười của y có vẻ như nói cho mọi người biết y sẽ thức bỏ tất cả các cánh mạng. Các vị, 10 năm trước tôi mở quán trọ vô mệnh này. 10 năm sau, quán trọ vô mệnh của tôi thu nhận không ít những người bị giang hồ ruồng bỏ và áp bức. Trên giang hồ, tôi cũng tạo được nơi bình yên cho các vị. Chúng ta cùng vui vẻ cạn chén. Tôi muốn quán trọ vô mệnh của tôi đời này qua đời khác lưu truyền trên giang hồ. Cạn. 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 Tiếp nhé. Cảm ơn đường nhân. Nên chàng chủ có vẻ vui lắm. Chưa bao giờ tôi thấy chàng vui như vậy. Ông chủ chơi đi. Được. Cái này vui. Được. Trong lúc mọi người đang vui vẻ, đột nhiên đinh bàn biến mất giữa dòng người. Khi tất cả đều đang tần say quan lạc, tôi biết y muốn đi đâu. Nhằm hướng nào?
Đừng trách tôi, tại ngài buộc tôi thôi. Cảm ơn. Sao lại là mũi? Bà nghe đâm vào có một trường thế. Muốn Loan Đạo thật sự được bình yên, chỉ có một là dùng báo của người và chủ nhân cây đao yêu mới có thể rửa sạch sát khí của nó. Tôi không biết cách này có công hiệu hay không, nhưng không muốn cộng đồng chứng kiến được thật ra. Ô đừng lên, chúng ta sẽ đi tìm Kinh Trung Mệnh, hắn nhất định sẽ cứu muội, nhất định có thể. Sao lại như vậy? Mẹ, đừng nói gì, mau cứu con đi. Mẹ sao vậy? Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ. Sao hả? Sao ngươi ngừng tay vậy? Mau cứu cô đi, nhanh lên. Mẹ chết được. Cô đã chết rồi. Mẹ ơi, mau tỉnh lại đi. Thôi thôi. Mẹ ơi, thức dậy đi. Thôi thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ không thể chết. Thôi thôi. Mau tỉnh lại. Mẹ, thức dậy đi mẹ. Thôi thôi. Mẹ ơi, mẹ không thể chết. Tỉnh lại đi, Trần Thanh. Mau tỉnh đi mẹ. Mẹ ơi. Trần Thanh. Ông chủ à, Dâm Thiên Hành đã tới. Hắn nói ngài phải giao cây loan đao cho hắn. Đinh Ma, ngươi đừng mong trốn trong đó, bỏ ra đây. Đinh Ma, hai tôi mai táng thân thanh đàng hoàng. Còn nữa, chăm sóc quan trọ này giúp tôi. Còn đứa con của tôi, nay tôi giao lại cho huynh bảo bọc. Đinh Bàn, mau chạy đi. Diên Nguyệt Loan Đao đâu? Ngài có biết Thanh Thanh đã chết rồi không? Xác của cổ còn đang nằm trong kia. Thanh Thanh, Thanh Thanh là ai? Đúng cả đứa con mà ngài cũng không nhớ hả? Đã lớn lên ở đảo Dông Ưu chứ gì? Nhưng mà không sao, tất cả giáo chúng của Minh Nguyệt giáo đều là con cháu của ta. Đứa con ruột của ngài Thanh Thanh bây giờ đã chết. Ngài nỡ nhẫn tâm không thèm hỏi ta một câu? Cái ta quan tâm chỉ là Diên Nguyệt Loan Đao, còn Thiếu Lâm, còn Gió Đan, còn những kẻ tự xưng là danh môn chánh phái. Cái ta quan tâm hiện nay là sự trả thù. Cái quan tâm của ta là tiêu diệt chúng. Loan Đao đâu? Thanh gì không muốn chúng ta biết đâu, có thể hy sinh bản thân mình. Tồn ngài thì chỉ biết cây loan đao của mình. Cây loan đao bây giờ ở đâu? Ta không có thời gian tranh luận với ngươi. Thank you.
ba dẫn cái đi đi. Yên tâm, ta hứa với cháu. Nghe họ nói chẳng biết chuyện giữa Đinh Bàn và Nhậm Thiên Hành ở quán trọ diễn ra đúng 3 ngày 3 đêm. Sau đó trong quán trọ không còn nghe gì cả. Tôi có trở lại nơi đó nhưng cũng không tìm được dấu vết của họ, thậm chí luôn cả thi thể cũng không thấy. Thật ra họ đã đi đâu? Có người nói họ đã bị rớt xuống vực sâu, và cũng có người nói họ đã quyết một trận sanh tử cho nên không còn thi thể để lại. Càng có người nói họ đã kết thành huynh đệ chuẩn bị một đại hành động tài thiết thế giang hồ. Còn tôi trở thành người chủ mới của quán trọ này, hàng ngày có vô số kẻ vô danh tiểu tốt đã đến đây để trú thân. Bọn họ thi nhau kể những chuyện đã xảy ra trên giang hồ, tâm đắc giết hại chính tà đối lập. Từ đó nơi này đã trở thành một nơi mai danh ẩn tích của họ trên giang hồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.